Ngoài ra trong tuần qua thì cũng có khá nhiều các hoạt động liên quan đến âm nhạc đã được tổ chức và cho ra mắt. Sau hơn một năm không phát hành một album nào, nam ca sĩ Ngô Kiến Huy đã chính thức phát hành album Vần Bà của mình mang tên Cho Vơi Nhẹ Lòng. Album là câu chuyện tình yêu với nhiều cung bậc cảm xúc, anh cho biết. Luôn luôn là Huy sẽ muốn tạo những cái điều mới lạ đến cho tất cả các bạn khán giả yêu mến Huy. Và trong album Vần Bà này cũng vậy. Thứ nhất là một điều mới trong album này là một cái bài hát do chính Huy và coi như là nhạc sĩ người bạn thân Duy Anh sẽ cùng sáng tác. Và là chủ đề của album đó chính là bài Cho Vơi Nhẹ Lòng. Và trong album này thì như các bạn thấy là hình ảnh của Ngô Kiến Huy nó thay đổi nhiều hơn. Đó chính là một hình ảnh Ngô Kiến Huy lớn hơn, chuyển nhạc hơn và nam tính hơn. Và ngoài ra thì trong album này thì gồm có 8 ca khúc dựa trên, có 4 bài dựa trên sở trường của Huy đó chính là Canto Pop. Thì còn có 4 bài nữa là theo là nhạc R&B và Dance. Đây là 8 ca khúc mà Ngô Kiến Huy hài lòng nhất trong tổng số 16 ca khúc đã thu. Ngoài ra, album còn tặng kèm 2 MV, trong đó anh đã mời ca sĩ Khổng Tú Quỳnh cùng tham gia diễn xuất trong vai nữ chính. Sau album Vol 3, Ngô Kiến Huy dự kiến sẽ cho ra thêm một single nữa và một mini show trong thời gian sắp tới. Sau những thành công của các live show trong thời gian gần đây, ca sĩ hải ngoại Quang Lê một lần nữa trở về trên sân khấu của Việt Nam trong một concert mới mang tên Hát Trên Quê Hương. Chia sẻ về những điểm đặc biệt trong concert mới này, Quang Lê cho biết. Lần này thì là một cái live show được đầu tư để thu hình và phát hành thành đĩa DVD, cho nên chắc chắn mọi thứ nó hoàn toàn khác một cái live show diễn bình thường, không thu hình. Cho nên kỳ này, cái chương trình này, Quang Lê đã mời những người kỹ thuật viên từ Mỹ về và cộng tác với những người tại Việt Nam để làm chung thành một sản phẩm. Và đặc biệt là Quang Lê sẽ lần đầu tiên đóng một màn kịch nhỏ với danh hài Hoài Linh và Chí Tài. Ngoài Quang Lê, concert Hát Trên Quê Hương còn có sự góp mặt của các nghệ sĩ Minh Tuyết, Kỳ Duyên, Hoài Linh, Duy Mạnh, Quách Tuấn Du, Hương Lan, Bảo Yến, Lệ Quyên. Concert lần này sẽ có những chuyến xe buýt đưa khán giả từ miền Tây đến nhà hát Hòa Bình. Live show Hát Trên Quê Hương sẽ diễn ra vào ngày 15 tháng 10 tới tại nhà hát Hòa Bình. Kiếm giùm tôi cái bài này. Đã chọn ra được 5 thí sinh xuất sắc nhất để tham dự vòng chung kết. Sau gần 3 tháng, cuộc thi Rôm Rã Bạn Bè Sẽ Chia Khoảnh Khắc do HTC tổ chức đã quy tụ được hơn 200 video clip thu qua webcam và điện thoại với nhiều phong cách độc đáo, cá tính và hơn 28.000 lượt bình chọn cho các video clip vào chung kết. Vào ngày 20 tháng 9 vừa qua, 5 nhóm cuối cùng đã thi tài tại vòng chung kết để tìm ra người chiến thắng cuối cùng. Với cuộc thi này, các bạn trẻ đã có cơ hội phát huy tài năng kết hợp với cá tính của mình thông qua phong cách biểu diễn sáng tạo, độc đáo và cực kỳ mới lạ, từ nhảy múa, hát nhép đến kịch độc thoại. Các thí sinh tham gia đã bùng nổ trên sân khấu với những màn trình diễn ấn tượng. Giải đặc biệt của cuộc thi này được tặng một chuyến du lịch Hồng Kông dành cho hai người và 2 điện thoại HTC Wi-Fi S. Ngôi ghế giám khảo của Rôm Rã Bạn Bè Sẽ Chia Khoảnh Khắc là ca sĩ Thái Trinh và nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong. Ngoài việc ngồi trên ghế giám khảo, Thái Trinh còn thể hiện tài năng ca hát của mình trên sân khấu với ca khúc Em Về Tóc Xanh. Sau nhiều trung tâm đào tạo nghệ thuật được thành lập, thì sắp tới những người yêu thích và mong muốn có cơ hội để trở thành những nhân tố mới hoạt động trong ngành giải trí sẽ có thêm một địa chỉ nữa để thử sức học tập là trường nghệ thuật Đông Dương. Với đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm và đào tạo cùng lúc nhiều bộ môn, trường nghệ thuật Đông Dương sẽ là môi trường học hỏi và tôi luyện nghệ thuật lành mạnh và chuyên nghiệp. Sau một thời gian miệt mài luyện tập thì ca sĩ Nguyễn Hoàng Anh đã tung ra album đầu tay mang tên Mưa với nhiều ca khúc của các nhạc sĩ nổi tiếng như Bằng Cường, Nguyễn Hoàng Duy. Đặc biệt trong album, Bằng Cường không chỉ là nhạc sĩ sáng tác mà anh còn song ca với Nguyễn Hoàng Anh qua ca khúc Đâu Phải Yêu Là Hạnh Phúc. Với album Mưa, Nguyễn Hoàng Anh hy vọng sản phẩm đầu tay này sẽ để lại nhiều dấu ấn cho người nghe và là động lực để anh tiếp tục cho ra nhiều sản phẩm mới. Mình khóc khi biết để lắng cay bờ mình.